Trêu là nếu mà sợ cái gì thì hãy ăn cái đấy, tức là thì cái bánh hình con virus corona thì nó không còn thấy đáng sợ nữa mà có thể là ăn nó luôn, và cái đó là cái mà nó lan tỏa niềm vui đến cho mọi người trong cái tình hình dịch bệnh như thế này. Thì cái đấy là cái ngoài việc là mọi người có một cái sản phẩm mới ăn thì về mặt tâm lý thì cảm thấy là mọi người cảm thấy tích cực hơn rất là nhiều.